Chào mừng quý anh chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Ken Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ đi review và chia sẻ về cái cục sạc Attila này. Đó, cái cục sạc Attila này nó là mã là VT5 thì anh em không còn xa lạ gì. Đó, thì dạo gần đây ấy, thì có rất nhiều anh em thường xuyên là bị hỏng những cái cục sạc như thế này. Thì có tìm đến mình là mình đã phải thay thế cho họ những cái cục sạc Attila khác. Và ở clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em cách lựa chọn cục sạc Attila như thế nào là hàng xịn chính hãng. Bởi vì là những cái bạn mà đã bị cháy đó, đến đây thì mình đã thay cho họ cái cục xịn ấy, thì mình có hỏi họ là những cái cục mà trên xe của họ đã tháo ra ấy, thì những cái cục đó thì theo như họ có phản ánh lại với mình thì những cái cục đó họ bỏ một cái số tiền ra không phải là ít. Đó, đối với cái cục mà mình tháo ở trên xe của họ ra, cái tầm tiền đó nó không xứng đáng với cái cục mà họ được nhận lại. Ở clip này thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách lựa chọn. Để trước tiên đi vào chia sẻ anh em cái cách lựa chọn đó thì chúng ta phải xăm soi xem là em nó như thế nào. Rồi bắt đầu tiến hành đi vào xăm soi em nó xem hình thức em nó sẽ ra làm sao. Rồi, trước tiên đi vào tiến hành thì mình xin phép là mình sẽ chia sẻ qua lý do tại sao mà khi chúng ta lên những cái bộ bi xenon này, bi led này, để chúng ta phải lên cái bộ sạc này, lý do làm sao mà chúng ta phải lên. Xin phép chia sẻ với anh em, ở đây là mình đang cầm tượng trưng một cái cục sạc của những cái xe số phổ thông. Ví dụ như từ X135, Sirius hay là Jupiter, các xe như xe Jim, xe Way của Honda nói chung, nó đều sử dụng cái cục sạc nhỏ như thế này. Thì cái cục sạc nhỏ như thế này nó chỉ là cục sạc bình thường, nó là sạc bán kỳ. Thì anh em có thể hiểu là cái xe nguyên bản của anh em khi mà mua ở nhà máy về hay các đại lý về, phải nổ máy lên thì đèn nó mới sáng. Thì những cái xe đó được gọi là đèn ăn điện máy, là điện AC. Còn những cái xe mà chúng ta sẽ lắp những cái phần bi cầu ở đây hoặc là bi xenon thì bắt buộc là những cái xe đó phải chuyển sang điện bình, nó là điện DC. Thì những cái xe mà sử dụng điện AC làm nguồn cấp cho những cái bóng đèn đó, mà khi đưa sang sử dụng những cái phần bi LED hay là đại loại là những cái phần LED để chúng ta độ vào để cho nó tăng độ sáng lên, thì chúng ta phải sử dụng sang bình, thì những cái con sạc như thế này nó sẽ không đủ cung cấp cái lượng điện nhất định để nuôi cho cái hệ thống điện xe của chúng ta, cộng với lại những cái phần bóng LED hay là bi xenon ở đây. Rồi, bây giờ là mình đã giải thích xong cái phần này thì mình sẽ chuyển qua cái phần cục sạc ở đây. Thì trước mắt các bạn, ở đây thì mình đang có ba cái cục sạc. Đó, thì ba cái cục sạc này nó đều là sạc Attila VT5 anh em nhé. Đó, thì ở đây là mình có một cái bao bì của cái cục sạc Attila VT5 hàng xịn chính hãng. Đó, thì anh em có thể thấy là cái bao bì nó sẽ như thế này. Ở đây nó sẽ có mã và có chữ VT5 ở đây. Và ở đây thì mình có một cái cục sạc gọi là hàng liên doanh hay còn gọi là hàng rẻ. Đây là cục hàng rẻ tiền anh em nhé. Ở đây thì anh em có thể thấy là họ viết đè lên rồi, nhưng anh em thấy nhìn cái số ở đây nó là M9B, chữ M9T. Thì cái mã M9T này nó sẽ là hoàn toàn khác. Nhưng cái cục này là mình đã bóc ở trong cái túi này ra. Đó, thì xét theo về cái sơ đồ màu dây ở đây thì chúng ta nhìn vào đây là chúng ta đã có thể biết ngay nó là cục sạc của VT5. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ đi vào xăm soi và chia sẻ anh em cái cách thức lựa chọn ba cái cục sạc này, để như thế nào nó là cục sạc xịn, và như thế nào nó cục sạc liên doanh, và như thế nào nó là cục sạc fake loại rẻ. Và bây giờ là mình sẽ cầm cả ba cái cục này lên để cho anh em cùng xem một vòng ở cái phần đằng trước. Đó, thì anh em có thể thấy là nó sẽ có sự khác nhau đúng không ạ? Và cái mặt đằng sau nó sẽ khác nhau. Thì liệu anh em ở đây có anh em nào đã nhìn cái hình này mà anh em đã phân biệt được đâu là cục xịn và đâu là cái cục gọi là cục liên doanh và đâu là cái cục rẻ tiền rồi đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ đi vào xăm soi từ cái cục xịn, và sau đó là anh em có thể đối chiếu sang cái cục nhái, gọi là hàng nhái đi, chứ không có loại 1, loại 2 gì hết. Gọi
tóm lại là gọi là hàng nhái. Đó thì ở trên tay của mình hiện tại đây là cái cục sạc VT5 của xe Elizabeth của hãng SAM. Đó, cái xe Elizabeth của hãng SAM này nó sẽ là cái cục sạc như thế này. Đây là cục sạc chính hãng. Đó thì anh em thì thấy là ở trên cái phần thân sạc ở đây họ làm rất là to, về cái phần lưng con sạc này khá là to, và ở bên hông con sạc đây nó sẽ phẳng ở đây. Thì cái mục sạc của VT5 này nó sẽ có hai mã khác nhau, nhưng cái màu dây nó vẫn là như nhau anh em nhé. Và tí nữa thì mình sẽ chỉ cho anh em đâu là cục sạc VT5 gốc và đâu là cục sạc của loại khác, cũng là của SAM, vẫn là hàng xịn nhưng mà nó lại thiết kế cái mạch của VT5. Rồi, ở đây là sẽ có mặt sau của sản phẩm. Cái mặt sau của sản phẩm này anh em thì thấy là cái phần xi ở đây họ đổ rất là to, đúng không ạ? Như bọn mình ở đây hay gọi nó là cục sạc VT5 bụng to. Vì sao thì anh em có thể thấy là ở đây nó sẽ có một cái con bụng nhỏ hơn này. Đó. Và ở trên cái cục sạc xịn của chúng ta ở đây nó sẽ có những cái ký hiệu, có những cái mã này. Và những cái ký hiệu, cái mã này thì nó sẽ thay đổi, chứ không phải là cục nào nó sẽ giống cục nào đâu anh em nhé. Nhưng anh em thì thấy là ở đây có cái chữ mà nó còn mờ mờ ở đây, nó có chữ VT5. Đó, thì cái cục sạc VT5 thì nó sẽ luôn luôn có mã là VT5. Còn những cái ký hiệu ở đây nó sẽ thay đổi theo ngày tháng, năm sản xuất, lô sản xuất thì cái này nó sẽ thay đổi. Và không thể thiếu đó là cái phần chữ Suntai ở đây. Đó, cái phần chữ Suntai ở đây. Thì cái hàng mà cao cấp, fake cao cấp ấy, thì nó cũng làm chữ Suntai ở đây. Nhưng cái phần bụng ở đây nó sẽ không bao giờ to được như thế này. Và trọng lượng của cái cục xịn này nó rất là nặng. Nó sẽ nặng gấp rưỡi so với cái cục này. Và nó sẽ nặng gấp đôi so với cục này. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em. Đây là cục sạc VT5. Nhưng cái mã chính xác của cái phôi bằng nhôm ở đây nó sẽ là M9P hoặc là M9B anh em nhé. Lý do tại sao? Thì chúng ta có thể nhìn ở đây, thì anh em thể thấy là ở đây nó sẽ có những cái màu dây đặc trưng, là dây vàng, dây xanh, dây hồng, dây đỏ và dây đen. Cái cục sạc của con M9B thì nó sẽ là có 3 dây màu vàng, 1 dây màu đỏ và 1 dây màu xanh. Đó, thì anh em thì thấy là nó sẽ có là 6 màu dây. À, nó sẽ có thêm 1 dây màu đen nữa, xin lỗi anh em. Đó, thì anh em thì thấy là ở đây, anh em có thể nhìn rõ là ở đây nó sẽ có thêm một cái ngòi bằng mủ trắng trắng ở đây lên, đúng không ạ? Lý do là nó sẽ có 6 đầu dây mà cái cục sạc VT5 nó sẽ chỉ có 5 đầu dây thôi, cho nên là nó sẽ phải che khuyết ở đây đi. Và còn một phiên bản nữa, nó sẽ chính là cái phôi của cái con VT5, là cái phần cao su này nó chỉ có 5 đầu dây thôi và nó sẽ không có cái phần nhú nhú ở đây. Nó sẽ chính xác là con VT5 luôn. Và cái con này nó vẫn là hàng xịn của SAM anh em nhé, nhưng mã của nó là M9B. Đó, thì mã M9B thì nó sẽ là có điện 3 pha, cho nên là nó sẽ có 3 dây đỏ. Thì cái con này nó sẽ là điện gọi là 2 pha cũng được, hoặc là gọi là 1 pha không trung mát. Đó, thì ở đây nó sẽ có dây vàng là dây cuối quận và dây màu hồng là dây đầu quận. Thì sau khi nó đã được xử lý qua cái con sạc toàn kỳ này thì nó sẽ đưa ra hai đầu, nó là màu xanh và màu đỏ. Màu xanh là mát, màu đỏ thì nó sẽ qua cầu chì để vào bình ắc quy của chúng ta. Và cái dây đo kiểm xử lý thông tin điện đã đủ hay chưa đủ thì nó sẽ dựa theo cái dây màu đen ở đây để nó tính toán cái mức độ điện phù hợp với bình ắc quy, để đảm bảo cho cái bình ắc quy của các bạn nó sẽ không bị phồng, nó không bị hỏng, do cái dây này nó sẽ chỉ thị độ ngắt mở của cái cục sạc này. Đó, thì anh em thì thấy là cái phần sạc ở đây thì nó chỉ có vậy thôi. Và mình xin phép mình nói thêm một ý nữa, đó là cái cục sạc VT5 nó sẽ có thêm một cái con ốc ở đây. Đó, thì mình sẽ có một cái hình ảnh cho anh em coi ở mục sau. Thì hiện tại ở đây là mình đang bị thiếu mất cái cục đó. Thì nó sẽ y như cục này, và ở phần mặt sau này nó sẽ in khác một xíu, và ở chỗ này nó sẽ không có cái phần trắng trắng ở đây. Đó, thì đây là cái cục xịn nhá anh em nhá. Thì cái nhà máy thì người ta sẽ dùng luôn một cái phôi này và một cái miếng cao su ở đây, thì họ có thể là làm cho mấy mẫu xe khác nhau. Nhưng cái main ở trong này
nó sẽ khác nhau anh em nhé. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi sang cái cục gọi là cục liên doanh. Thì anh em hay nói là cục liên doanh, nghe thì có vẻ là nó xịn hơn là cái cục nhái đúng không ạ? Rồi thì tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái cục liên doanh. Cục này nó sẽ đắt tiền hơn cái cục này anh em nhé. Đó thì anh em thể thấy là khi so với cái cục xịn thì nó làm nó sẽ có hình thức khác. Là ở đây nó sẽ có cái phần khuyết ở cái phần dây này, và cái phần rắc ở đây nó sẽ rúm rít vào nhau, bởi vì nó làm quá là nhỏ nên là nó sẽ không có cái không gian để cái dây nó đứng ngay ngắn như cái cục to ở đây. Và cái phần bụng này nó sẽ nhỏ. Thì ở đây họ vẫn cứ ghi cho chúng ta cái chữ sun tay ở đây, nhưng mà nó là khắc kiểu laser. Ở đây họ sẽ dập chữ nổi là STC. Đó, cái thằng STC này thì nó sẽ ngon hơn cái mẫu kim mẫu ở đây một xíu. Thì ở đây họ sẽ ghi là RM9B. Đó, thì thực ra như thế này, họ ghi như thế này là ghi sai anh em nhé. Bởi vì cái M9B, cái phần dây rắc ở đây nó sẽ khác này anh em. Ở đây nó vẫn là dây xanh, dây đen, dây vàng, dây hồng và dây đỏ. Chỉ cần nhìn 5 cái màu dây này là anh em có thể biết đây nó là cục sạc của VT5. Đó, thì anh em thì thấy là cái phần quy ước màu dây họ làm nó cũng lung tung, nó không giống với lại cái cục to ở đây. Cái cục to này thì con nào nó như con nào. Còn cái thằng này thì mình đã để ý là con thì dây xanh ở ngoài, con thì dây đỏ ở ngoài này, ở phía bên này luôn, cạnh cái dây đen luôn. Bởi vì họ làm gia công mà, họ cứ thế họ cắm vào thôi. Cho nên là cái màu dây nó quy ước còn sai. Nhưng cơ bản là cái ở đây nó không quan trọng, nhưng cái đầu dây ở trên này nó phải là đúng thì chúng ta kết nối lên xe nó mới hợp, nó mới giống. Đó thì anh em thì thấy ở trên này nó sẽ là giống nhau. Và anh em thể thấy là những cái dây ở đây, đó, anh em thì thấy cái dây bên này nó sẽ màu dây nó sẽ đậm, nó không kiểu nhạt nhạt mờ mờ như bên này. Và cái phần dây đây chúng ta có thể là bấm móng tay vào. Cái phần dây xịn này nó rất là cứng, còn cái phần dây nhái đây nó có vẻ là xốp xốp. Đó, cái nhựa của cái dây điện ở đây nó sẽ xốp xốp chứ nó không chất như bên này. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ sang một cái cục tiếp theo, nó là cái cục rẻ tiền nhất. Thì thường xuyên các anh em hay bị cháy là cái cục này là chủ yếu, bởi vì cục này là cục quá rẻ tiền. Thì nhiều anh em là cứ lên bi xong rồi là các cửa hàng ABC, XYZ lắp cho các bạn ý những cái cục như thế này. Thì thường là anh em sẽ không biết cục nào cục xịn chính hãng, cục nào cục rẻ. Đó, thì nếu như các bạn ở cửa hàng đó mà lắp cho các bạn cục rẻ mà tính tiền cục rẻ thì ok, không vấn đề gì, tiền nào của đó. Nhưng vấn đề nhức nhối ở đây, các bạn được lắp cái cục rẻ nhưng tính tiền ngang mấy cục xịn, đó mới là vấn đề. Ở clip này là mình muốn nói đấy. Và ở đây thì anh em thì thấy là ở đây nó có chữ sun tai, cái cục này nó có chữ sun tai mờ nhạt hơn cái cục này nhiều. Đó, thì anh em thì thấy là nó mờ nhạt hơn nhiều. Và ở đây thì họ sẽ ghi là VSEC. Đó, thì cái phần cục sạc này nó có thêm hai cái phần tai khá là cao lên, mà trong khi đó cái cục xịn thì cái phần tai nó rất là nông. Và cái phần lõi ở đây nó làm cũng nhỏ thôi. Và cơ bản nữa là cái phần nhôm phía trên tản nhiệt thì anh em thì thấy là nó còn mỏng hơn cả so với lại cái cục cục loại cao cấp hơn một xíu ở đây. Đó. Và anh em thì thấy là ở đây thì ba con này nó sẽ tương đồng nhau về kích thước. Khi mà anh em đo như thế này thì nó sẽ là tương đồng nhau về kích thước. Đó, tương đồng nhau về kích thước. Thì anh em thì rất dễ nhận biết là ở đây nó sẽ có phần khuyết, còn cái cục chính hãng đây nó sẽ không có phần khuyết. Đó. Và ở đây cái phần nan ở đây nó sẽ không có, và ở đây nó sẽ có phần nan. Bởi vì là cái cục sạc này nó làm rất là nhỏ, cái phần lòng ở trong này nó nhỏ, cho nên là người ta sẽ khoét cái lỗ để bắt ốc vào đây luôn. Còn cái phần này họ làm rất là to, cho nên là nó sẽ phải đẩy ra tận hai bên hông này thì nó mới khoét được lỗ ở đây. Bởi vì ở đây nó sẽ kích vào ở chỗ này. Rồi, ở đây thì anh em thì thấy là cái cục rẻ tiền nhất ở đây họ cũng làm như cái phần cục này. Đó. Nhưng cái cục này nó lại còn mỏng nữa. Anh em thì thấy là nó mỏng bằng một nửa so với lại cái cục xịn chính hãng đúng không ạ? Đó,
và anh em có thể phân biệt được là cái cục xịn ấy thì nó làm nan ngang, còn những cái cục nhái này nó sẽ làm nan dọc. Nan dọc so với dây anh em nhé, và đây là sẽ là nan ngang so với dây đó. Thì ở clip này thì mình đã chia sẻ với anh em về ba cái cục sạc mà đại diện ở đây nó sẽ có ba cái mức giá khác nhau. Cái cục chính hãng này thì nó sẽ có một cái mức giá nó sẽ đắt gấp đôi cục này và nó sẽ đắt gấp ba cục này đó. Thì anh em có thể dựa vào những cái mà mình vừa chia sẻ với anh em thì phân biệt được về cảm quan bên ngoài đó. Tất nhiên là hàng chính hãng thì cái độ bền nó rất là bền. Thì anh em thì để ý là những cái xe Attila ấy, người ta đi mười mấy năm nó chưa cháy cái cục này, mà xe của các bạn đi được mấy tháng nó cháy cái cục này đó. Rồi ở clip sau ấy thì mình sẽ đi chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách lên cái cục sạc này cho những cái xe phổ thông, ví dụ như điện 6 quấn này, điện 2 quấn như xe Jim, xe Way, thì các cái loại xe khác cái cách làm nó cũng tương tự như thế. Thì mình sẽ không tháo ở trên xe ra và mình sẽ chỉ cầm cái bộ mâm lửa mình để trên cái bàn này và mình sẽ thao tác anh em. Và ở clip sau nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em độ những cái bộ điện của những cái con Jim Thái mà đời 2 quận hoặc những con Jim Trung Quốc đời 2 quận nó quá yếu đi. Thì khi anh em có lên cục sạc này rồi thì nó vẫn cứ yếu, nó vẫn cứ không đủ điện. Thì clip sau thì mình sẽ chia sẻ anh em cận cảnh cái việc mà tách mát như thế nào, lên sạc ra làm sao và độ lại mâm lửa đó như thế nào để cho cái bộ điện của các bạn nó khỏe như những cái xe đời mới. Rồi cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Mình là Kiên Motul. Hẹn anh em ở video clip sau. Cảm ơn. Rồi thì cái cục sạc xịn chính hãng này thì nếu như anh em có nhu cầu thì bên mình sẽ ship tận tay cho anh em nhé. Thì bên mình sẽ bấm rắc cốt sao cho nó sẽ phù hợp với cái xe của anh em. Ví dụ là Honda thì mình sẽ bấm rắc cốt kiểu Honda về, anh em chỉ cần cắm vào là xong. IA thì bên mình sẽ làm rắc cốt giống kiểu IA thì anh em về chỉ cần cắm vào là xong. Đó. Giữ gìn cho anh em chứ không cần phải cắt ghép đầu nối gì cả. Rồi cảm ơn anh em.